Chương 442, 12 cánh, Ngân Nguyệt Thiên Lang, phần 1. Không có, hoàn toàn không có cách nào dò thám biết tới hắn. Nói tới thì kỳ quái, đến ông yêu vương thuần phục nhiều địa sư thiên sư cấp như vậy. Thậm chí, yêu thú cấp thấp làm gì? Yêu thú cấp bậc thấp như vậy, đối với yêu vương cấp tồn tại mà nói hoàn toàn không đáng kể. Chẳng lẽ vì để đó đỡ Diệp Xa? Ngân Lang Vương trầm giọng nói, yêu vương cấp tồn tại cho dù hóa thân loài người giấu giếm ở nhân loại tìm kiếm cảnh giới đột phá cũng quả quyết không đối với nhân loại tốt như vậy. Bởi vì bọn họ không cách nào hoàn toàn dung nhập trong nhân loại, yếu tố cùng nhân loại chung quy là không đồng dạng. Căn cứ Lang Vương điện lấy được tin tức, yêu vương kia ngừng thần hóa hình, ngừng hóa ra một kim giáp binh sĩ, điều này có chút kỳ lạ. Ba vị đầu sọ Lang Vương điện cũng cảm giác có điểm là lạ. Tây Bộ Đế Quốc địa bàn bọn họ, bị bọn họ thống trị lâu như vậy, sao đột nhiên toát ra một cái yêu vương? Hơn nữa, ngừng thần hóa hình, ngừng hóa là hình thoái loài người. Mặt khác, họ là yêu vương ở trong bọn họ xếp thứ hai, từng ở hạ địa quỷ lầu cùng siêu thần gặp gỡ qua. Khi đó tình huống khẩn cấp, hắn chưa kịp cẩn thận điều tra lai lịch siêu thần. Sau khi trở về, càng nghĩ càng có điểm là lạ. Lúc ấy, siêu thần tựa hồ là xấu giếm gì. Vì thế, tránh cho bị người lừa gạt, bọn họ quyết định do Ngân Lang yêu vương trước dò xét. Bất kể thế nào, nhất định phải dò xét Diệp Thần hư thật. Tốt nhất là cùng Diệp Thần tỉ thí một chút, xác định Diệp Thần có thực lực yêu vương cấp hay không, đã quyết định chiều dụ hoặc trấn áp. Bọn họ thông qua một chút dấu vết, một đường truy tung tới Diệp Gia Sơn Cốc. Nhưng mà Ngân Lang yêu vương dùng hồn niệm điều tra tìm không được chỗ Diệp Thần. Chẳng lẽ Diệp Thần tạm rời đi Sơn Cốc này? Ngân Lang yêu vương quyết định chờ một chút, lại nhìn một chút tình huống bên trong sơn cốc, xem một chút tìm được hay không. Hồn niệm hắn từ trong rừng cây Diệp Gia Sơn Cốc xoẹt qua, thoáng cái mắt thoáng choáng váng. Lão thiên của ta, trong rừng cây này linh chi không khỏi quá nhiều đi, quả thực giống như trời đầy sao. Cũng không phải là Ngân Lang yêu vương cảm thấy linh chi cần tới cỡ nào, những linh chi này nhiều lắm là sinh trưởng mấy tháng mà thôi. Hắn gặp qua linh chi sinh trưởng trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm đều là nhiều hơn. Chẳng qua những rừng cây này, sao có thể linh chi sinh trưởng dày đặc như thế? Chẳng lẽ là người trong sơn cốc từ chỗ khác tìm tới lấy chi, sau đó nhổ trồng tới đây? Tìm kiếm nhiều linh chi như vậy, đồng thời nhổ tới đây trồng, phải hao phí bao nhiêu nhân lực? Hơn nữa, làm chuyện tình như vậy ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chờ những linh chi này sinh trưởng mấy trăm ngàn năm? Ngân Lang yêu vương có chút khó hiểu, hồn niệm lại rơi vào một cái cây cao lớn. Linh mộc này lở đầy hoa màu trắng. Lúc hồn niệm quét qua không khỏi tâm thần bị nhất thanh. Linh mộc này không biết là loại cây gì, có lai lịch gì, lấy án hơn ngàn năm tuổi thọ chưa từng thấy qua. Hồn niệm tiếp tục dò xét, cơ hồ mọi người nói cũng rơi vào trong lỗ tai Ngân Lang yêu vương. Hồn niệm tiếp tục tìm tòi gian phòng, không biết tại sao lòng Ngân Lang yêu vương có một loại cảm giác yêu vương thần bí kia trong sơn cốc này, nhưng mà mình tìm không được chỗ của hắn. Chẳng lẽ yêu vương này giỏi giấu giếm? Nhưng mà hắn vì sao phải giấu giếm? Chẳng lẽ hắn trước phát hiện mình tới? Ngân Lang yêu vương luôn luôn lấy cái cảm giác nhạy cảm mà kiêu ngạo. Mình mới vừa tới liền bị đối phương phát hiện, chẳng phải nói thực lực đối phương trên mình. Ta không tin người cả dấu vết cũng lưu không lại. Hồn niệm Ngân Lang yêu vương tiếp tục tìm. Lúc này trong thiên tinh ấn, Tiểu Hỏa Tinh Sư khép hở trong mắt đột nhiên mở ra nói, đầu huyền thú yêu lang kia cách sơn cốc 3000 mét, xung quanh có 8 hơi thở, trong đó có 3 đạo là yêu thú lang yêu vương. Nói cách khác, bọn họ là 4 yêu vương cấp tồn tại. Lòng Diệp Thần lẫm nhiên cả kinh, một cái yêu vương cũng không đối phó được, chứ nó chỉ là 4 yêu vương. Sư gia, ngươi là làm sao điều tra tới chỗ bọn họ? Sư ta nhìn không thấy bên ngoài, nhưng mà ý niệm của ta có thể cảm giác tới bọn họ. Mỗi người, mỗi chỉ yêu thú đều có ý niệm cùng hồn niệm không giống nhau, cùng tư tưởng có liên quan, cùng cảm giác có liên hệ. Khi người đạt tới cảnh giới nhất định, ý niệm của người cùng với thiên địa xung quanh dung hợp với nhau, xung quanh phát sinh nhất cử nhất động, người là hiểu rõ tại tâm. Tổ Hỏa Tinh Sư giải thích, ý niệm cùng thiên địa dung hợp. Theo tầm bỗng nhăn nhăn chân mày, hắn nói mình thần huyền ảo rõ, hiểu rõ được tương đối ít. Bỗng nhiên nghĩ tới một cái câu nói quy tắc chung của cửu tinh thiên thần quyết, lẩu bẩu lẩm bẩm, tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hòa. Tâm hẳn là chỉ ngươi, ý hẳn là ý niệm, thần nên là hồn niệm cùng thần hồn.
Tu luyện bắt đầu trước phải đem tâm, ý, thần tách ra. Tu luyện tới cơ khủng lại muốn đem ba người hợp làm một. Ta có chút hiểu. Tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hòa. Sư gia gia phát hiện tiểu tử người đối với võ đạo lại rất có hiểu rõ. Tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hòa, lời lẽ rất hay. Hay, sư gia ta ngộ đạo đã bao nhiêu năm, sư gia ta vẫn ở cửa đạo này. Không nghĩ tới tiểu tử người một câu nói thấu triệt. Bản thân sư gia ta có chút bội phục người. Võ đạo bình thường căn bản không cách nào lĩnh hộ loại cảnh giới này. Tu Hỏa Tinh Sư ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Thần tựa như một cái tuyệt thế mỹ nữ. Diệp Thần bị nhìn có chút sợ gai ốc. Hắn không có biện pháp nói sư gia những cái lời này là từ Cửu Tinh Tiên Thần Quyết. Diệp Thần dĩ nhiên không có tu luyện tới cảnh giới này. Hắn còn mới tu luyện tới khúc dạo đầu của Cửu Tinh Thi Thần Quyết mà thôi. Mới vừa vặn đem đệ nhất trọng sửa xong, bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng. Mà một cái cầu tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hòa này tối thiểu là đem Cửu Tinh Thiên Thần Quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng mới có thể tiếp xúc cảnh giới kia. Không có đem tâm ý thần toàn bộ tu luyện tới đỉnh, thế nào đem ba cái này hợp lại là một? Diệp Thần tâm ý thần mới là vừa vặn nhập môn mà thôi. Tu Hỏa Tinh Sư tinh tế lẩm bẩm, phát hiện câu nói kia áo nghĩa vô cùng, có thể sinh ra rất nhiều biến hóa. Hắn hỏi Diệp Thần tiểu tử, như thế nào mới có thể ý cùng thần hòa? Tu Hỏa Tinh Sư hướng mình chứng thực võ đạo. Diệp Thần liếc mắt nói, sư gia, chúng ta trước không nên thảo luận võ đạo. Phía ngoài bốn cái yêu vương đang không ngừng tìm ta, ta nên làm gì bây giờ? Chương 443, 12 cánh ngân nguyệt thiên lang vận hành. Người lo lắng gì chứ? Người trong thiên tinh ấn tuyệt đối an toàn, bọn họ không thể tìm được ngươi. Nhưng mà tìm không ra được ta, ta lo lắng bọn họ dùng một chút thủ đoạn. Hơn nữa, huyền thú yêu lang kia vẫn là dùng hồn niệm tìm tòi xương cốc, giống như là tìm một chút đậu mối. Ta không xuất hiện bọn họ căn bản không rời đi. Diệp Thần buồn bực nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Sự ra, ngươi có thể đem khí tức của người lộ trên thiên tinh ấn hay không? Đem khí tức của ta lộ trên thiên tinh ấn? Tử Hỏa Tinh Sư liếc nhìn Diệp Thần ha hả cười một tiếng. Tiểu tử người thật là tặc tinh, cùng sư gia ta nghĩ tới một khối. Sư gia ta mới vừa rồi đang nghĩ dùng phương pháp gì mới có thể đem bọn họ hủ đi. Cuối cùng nhất định phải là sư gia ta ra tay. Diệp Thần tiểu tử, người nói cho ta biết võ đạo chân ngôn tâm cùng ý hợp, ý cùng thân hoa này. Sư gia ta coi như thiếu người một cái nhân tình, ta giúp người hù dọa bốn cái yêu vương kia, nhân tình này coi như là triệt tiêu. Kia thì làm phiền sư gia. Diệp Thần ha hả cười một tiếng nói, người phải trước dùng thân hồn ở cấm chế thiên tinh ấn xé một cái đường nhỏ. Nếu không khí tức của ta căn bản không cách nào lộ ra thiên tinh ấn. Tử Hỏa Tinh Sư nói, tốt, Diệp Thần hiểu. Pháp trận thiên tinh ấn có tác dụng áp chế Tử Hỏa Tinh Sư, thân hồn hắn ở trong cấm chế thiên tinh ấn từ từ mở một khe hở. Gần nàng yêu vương đang dùng hôn niệm điều tra Diệp gia sơn cốc, yên lặng chờ Diệp Thần xuất hiện. Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ hơi thở mạnh mẽ lấy một căn phòng trong Diệp gia sơn cốc làm tâm, hướng tứ phía phóng thích ra. Cái này, này, ông trời của ta! Ngân nàng yêu vương rằng tiềm có chút run, thiếu chút nữa bị làm sợ cho úp sấp trên mặt đất. Dù sao cũng là tồn tại cấp đầu sỏ làng vương điện, coi như gặp qua một chút trạng diện, không có tại chỗ bị tiểu, bất quá cũng là không sai biệt lắm. Ngân nàng yêu vương cảm giác thân thể mình thoáng cứng lại, không cách nào nhúc nhích. Một cỗ khí tức so với hồn niệm của hắn cường đại hơn nhiều, khóa lấy hắn. Hắn cảm giác được cỗ lực lượng này gấp hắn trăm lần, thậm chí ngàn lần, để hắn căn bản sinh không ra được một cái tia chống cự chi tâm. Trong sân cốc này tại sao có tồn tại kinh khủng như vậy? Ngân lang yêu vương cảm giác đầu óc mình đều nhanh dừng lại vận chuyển, sợ hãi trong lòng tràn lan. Người phương nào quấy giày bột hoảng ngủ say? Một thanh âm chậm thấp vang, thanh âm này chậm thấp chạm lùa mang theo cái tia tức giận. Bồn hoàng, chẳng lẽ hơi thở này tới từ một cái tồn tại cấp viễn cổ? Hồn niệm ngân lang yêu vương dò xét không ra một chút tin tức, thậm chí không biết đối phương là loại người hay yêu thú, chỉ biết đối phương cực kỳ cương đại. Đối phương một cái ý niệm trong đầu có thể để cho hắn hồi phi yên diệt. Tiểu nhân không biết điện hạ chỗ này ngủ say có điều mạo phạm, kính xin điện hạ bảo dung. Ngân lang yêu vương run giọng nói. Bên cạnh ngân lang yêu vương, mấy cái yêu lang kia, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút há hốc mồm. Trong ngày thường chỉ có bọn họ gọi ngân lang yêu vương là điện hạ. Chẳng lẽ ngân lang yêu vương điện hạ trong sơn cốc phát hiện cái gì? Lòng bọn họ bốc lên lạnh lẽo nhẹ nhẹ, có thể bị ngân lang yêu vương điện hạ kính sinh điện hạ, đến cùng là tạng dạng gì tồn tại? Hôm nay bổn hoàng tâm tính tốt, lời cùng bọn tiểu bối các người so đo.
Bồn hoàng trong sơn cốc này mở một khoảng không gian, chỗ này ngủ say. Hết thảy chuyện thế tục là do người Diệp gia xử lý. Lần sau các người dám quấy rầy bổn hoàng cũng đừng trách bổn hoàng không khách khí. Tóc bạc trượng đen, hẳn là Ngân Nguyệt Thiên Nang trong yêu làng nhất tộc, đáng tiếc huyết thống với vật. Lại ngay cả cái đám đôi cánh cũng dài không ra. Nằm đó có một cánh con Ngân Lang Thiên Lang 12 cánh từng đi theo bổn hoàng. Nhìn phân lượng tổ tiên người không so đó với người, nếu không nghe lời. Hừ, hừ. Tổ bà tinh sư hừ một tiếng. Ngân Nàng Yêu Vương chân mềm nhũn, không biết là vị tiền bối thời kỳ thượng cổ ở chỗ này ngủ say, lại liếc thấy huyết thống của hắn. Ông trời già của ta, 12 cánh Ngân Nguyệt Thiên Nang, đây tuyệt đối là loại tồn tại thượng cổ đại năng, cũng chỉ có thể là tôi tớ cho vị tiền bối này. Ngân Nàng Yêu Vương bị làm cho sợ đến chút ngu si, không nghi ngờ gì, nếu như không phải thượng cổ đại năng, sẽ không chịu quét cái đã nhìn ra lai lịch huyết thống của hắn. Có biết thượng cổ 12 cánh Ngân Nguyệt Thiên Nang, hơn nữa hơi thở kinh khủng kia cũng tuyệt đối không thể giả mạo ra được. Mới vừa rồi hồn niệm hắn không có điều tra tới, thì ra là đối phương mở ra một cái chỗ không gian khác. Ngủ say ở không gian khác có thể mở không gian, đó là tồn tại truyền thuyết mới có năng lực. Sau này không cho tới gần sân cốc ba dặm. Tự Hỏa Thiên Sư không tha chất vấn nói. Vâng, tạ ơn tiền bối ân không giết. Ngân Nàng Yêu Vương vội nói, sau này dù cấp cho hắn 10 lá ngàn hắn cũng không dám tới đây. Ngân Nàng Yêu Vương đang xoay người chuẩn bị thoát đi, đột nhiên nghe được Tử Hỏa Tiên Sư có nói mấy câu. Diệp thần Diệp gia đây này chính là đội nghi ta mới thu, ngắn ngủi mấy tháng cũng tu luyện tới huyền tôn cấp, thậm chí có thể giống như yêu vương ngừng thần hóa hình, nhất định có thể chuyển tay bắt. Ta không hy vọng người xúc phạm tới hắn, người hiểu chứ? Trong giọng nói của Tử Hỏa Tiên Sư lộ ra một tia sát ý lạnh lùng. Mấy tháng tu luyện tới huyền tôn cảnh, thậm chí giống như yêu vương ngừng hóa thần hình, ông trời già của ta, thế gian thật có loại nhân vật này. Suy nghĩ một chút, đoán trưởng thiên phú Diệp thần chỉ là phụ sư phó dạy ra hắn nhân vật thượng cổ đại năng, có điều sáo xa đội nghi lợi hại như vậy cũng là bình thường. Hơn nữa một người lại ngược lại tu ra hồn niệm, cái này hoàn toàn phá vỡ Ngân Lang Yêu Vương nhận thức. Không trách được ở dưới tình huống Lang Vương Điện không chút nào phát hiện, bên này đột nhiên toát ra một cái yêu vương ngừng thần hóa hình, thì ra người kia không phải là yêu vương mà là huyền tôn cấp. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng tu luyện tới huyền sư cấp còn có thể ngừng thần hóa hình, đây là quá nghịch thiên. Ngân Nàng Yêu Vương cũng không dám chiêu chọc Diệp Thần nữa. Nếu Diệp Thần xảy ra chuyện tình, vị thượng cổ đại năng trong sơn cốc này giận dữ, cả làng Vương Điện đều là hồi phi yên diệt. Lòng Ngân Nàng Yêu Vương ám động, nếu có thể lấy lòng vị thượng cổ đại năng này, đi tiện có được điểm tốt, cùng bọn hắn không có cách nào tưởng tượng. Chương 444, yêu làng rút đi. Chẳng qua là hiện tại vị thượng cổ đại năng này đang nổi nóng, hắn nào còn dám lắm mồm. Vâng điện hạ, chúng ta trăm triệu lần không dám tổn thương đột nhi ngày. Sau này đột nhi ngày tới đầu làng Vương Điện, chúng ta tất cùng kính chờ đón. Ngân Nàng Yêu Vương vội vàng gật đầu, nhìn sáng dấp vị thượng cổ đại năng này đối với đổ đệ Diệp Thần kia còn là tương đối coi trọng, không biết có thể thông qua cái nào Diệp Thần lấy lọc vị thượng cổ đại năng hay không. Người về đi thôi, Tử Hỏa Tinh Sư nhạt nhạt nói. Nghe lời của Tử Hỏa Tinh Sư, Ngân Nàng Vương như chút được gánh nặng, xoay người liền chạy. Thoáng chốc sau liền ra ngoài đến trăm dặm. Chút ít yêu làng đi sau, Ngân Nàng Yêu Vương kia cũng đuổi theo. Điện hạ, chuyện gì xỉu ra xảy ra? Trong đầu một cái yêu làng nghi ngờ hỏi. Thì ra yêu vương kia không phải là yêu vương chân chính, mà là một tên nhân loại mới tới huyền tôn cấp. Ngân Nàng Yêu Vương nói. Nếu như vậy, tên kia lại dám giả mạo yêu vương, hồ lộng lang vương địa chúng ta sao không đem hắn chụp tới? Trước đó một con yêu làng hỏi. Chuyện này không đơn giản như vậy. Người thường nghĩ xem, một người tại sao tu luyện ra hồn niệm còn có thể giống yêu vương ngưng thần hóa hình? Lũ yêu làng nghe lời của Ngân Lang Yêu Vương, từng cái lòng lấy kỳ lạ. Đúng vậy, chuyện như vậy hoàn toàn vượt xa bọn họ nhận chi. Ta dùng hồn niệm điều tra, phát hiện ra người kia còn có sư phụ ngủ say trong sơn cốc, lại dùng là thượng cổ đại năng cấp. Ta dùng hồn niệm dò xét thật lâu, vốn là cảm giác hơi thở không đúng, nhưng mà tìm thật lâu không phát hiện chỗ bị thượng cổ đại năng. Ai ngờ lại đem vị thượng cổ đại năng kia thức tỉnh, thì ra là vị thượng cổ đại năng kia ở một cái không gian khác trong sơn cốc, xé rách không gian, chẳng qua là tản mát ra một cái tia hơi thở. Ta nhất thời cảm giác toàn thân cứng ngắc, không cách nào thao túng hồn niệm. Đây tuyệt đối là tồn tại vượt xa thái thượng cảnh. Thái thượng cảnh trước mặt hắn cũng quá là con kiến hôi. Ngân Lang Yêu Vương lòng sợ hãi nói, vượt xa thái thượng cảnh, thái thượng cảnh cũng là kiến hôi. Đây đủ cho Ngân Nàng Yêu Vương dùng hồn niệm điều tra tới,
cũng không phải bọn họ không tin. Cho dù thái thượng cảnh siêu cấp huyền thú cũng không cách nào ở thời điểm chuyện lộ một tia hơi thở liền đem ngân lang yêu vương kinh sợ. Mọi người kinh hãi không dứt. Cái kia là tuột cùng dạng gì tồn tại? Trách công được mới vừa rồi bọn họ cảm giác lạnh lẽo, thì ra đã ở quỷ môn quan đi một vòng. Lấy siêu cấp tồn tại như vậy, đoán chừng một cái ý niệm trong đầu có thể để bọn họ hồn phi phách tán. May mà vị thượng cổ đại năng này không có tức giận, nếu không chúng ta chỉ sợ không cách nào sống về. Nghe nói thời kỳ thượng cổ 12 cánh ngân nguyệt thiên năng chẳng qua là tùy tung của vị thượng cổ đại năng kia. 12 cánh ngân nguyệt thiên năng, lũ yêu làng kia nghi ngờ bọn họ chưa từng nghe. Các người dĩ nhiên là không biết, kia là tổ tiên của ta, giáp phả ghi lại truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ 12 cánh ngân nguyệt thiên năng là tồn tại phi thường cường đại, huyết thống trong làng tộc hết sức cao quý. Chẳng qua sau đó không biết tại sao đột nhiên đều biến mất, mà ta cũng chỉ có một cái tiêu huyết mạch cực kỳ mỏng manh truyền thừa. Từ nay ngay cả đám đôi cánh cũng không có dài ra. Vị thượng cổ đại lăng liếc mắt có thể thấy huyết thống của ta. Ngân nàng yêu vương cảm cái nói, một cái có thể nhìn ra huyết thống của hắn, cũng nói ra 12 cánh ngân nguyệt thiên năng tất nhiên là tiền bối cực kỳ kiến thức thời thiện cổ. Vậy chúng ta phải làm gì? Một đầu yêu lang hỏi. Nếu quý vị đại lăng này không thể chọc được thì cũng chỉ có thể lui về. Ta phải thỉnh giáo lão tổ một chút, truyền ta hiệu lệnh, sau này tất cả con dân nàng vương không được đến Liên Vân Sơn Mạch, mặt khác không được đụng tới người xếp xa trong Liên Vân Sơn Mạch, người trái lệnh giết không tha. Ngân làng yêu vương nói, trở về tìm lão tổ tông nói thế nào một chút. Trong làng vương điện bí cảnh, may mắn còn sống sót một lão tổ tông. Vì lão tổ tông kia đem bản thân luyện hóa thành làng tộc truyền thừa vật chí bảo yêu làng cuộc đào mới sống tới hiện tại. Đoán chừng hẳn sống ít nhất là vạn năm, nói không chừng đối với chuyện lần này có thể giải thích. Dạ, một đám yêu làng rối rít đáp. Vị thượng cổ đại lang kia chỉ là không nói, chỉ nói là không được nhích gần Diệp Xà Sơn Cốc qua sập. Vì bảo hiểm, ngân làng yêu vương dứt khoát ra lệnh không đi vào Liên Vân Sơn Mạch. Bọn họ đang muốn rời khỏi, ngân làng yêu vương bỗng nhiên nghĩ tới gì hỏi, các người điều tra rõ Diệp Xà này tụt cùng tại sao như hôm nay không? Chúng ta điều tra rõ ràng Diệp Xà này vốn chẳng qua là chi nhánh thế lực của Liên Vân Thập Bát Bảo Đông Lâm Quận, luôn bị Liên Vân Bát Bảo Minh Chủ Vân gia chèn ép, cao thủ mạnh nhất bất quá là cấp 9. Gia tộc bọn họ có một cái hậu bối gọi là Diệp Thần, từng gặp phải người Vân gia bảo đánh nén, kinh mạch đứt đoạn. Chẳng qua nghĩ không tới sau này mới mấy ngày công phu kinh mạch khôi phục, tu vị tăng mạnh, sau này Tây Vũ Đế Quốc hiện giờ được tôn thu làm đệ tử, học tập luyện đan, tham gia cấm vực chi địa đánh một trận. Sau khi từ cấm vực chi địa trở ra, thời điểm xuất hiện đế đô liền bị người chúng ta điều tra tới tượng lầm yêu vương. Một cái yêu làng nói, ban đầu bọn họ tưởng rằng Diệp Thần đã chết trong thời điểm kinh mạch đứt đoạn bị đánh cháo, mà Diệp Thần mới là một cái yêu vương biến thành. Hiện tại nghĩ lại thì sao, Diệp Thần không phải yêu vương biến thành, mà theo một cái thượng cổ đại năng tu luyện tức bị đột nhiên tăng mạnh mấy tháng tới huyền tôn cảnh. Cái này có chút dọa người, tu luyện thật đơn giản vậy sao? Còn tin tức gì khác sao? Ngân Nguyệt yêu làng chậm ngâm hỏi. Diệp Gia vẫn đối với ngoài tuyên truyền bọn họ có một lão tổ tông là một cái tuyệt thế cường giả. Bên cạnh một yêu làng nói, rất nhiều người không tin, cho là Diệp Gia nói dối, chỉ là bị sợ địch nhân để kinh sợ, chẳng lẽ xác thực lai lịch Diệp Gia tổ tông ra sao, truyền thừa bao lâu? Ngân đàng yêu vương tiếp tục hỏi. Mời điện hạ chờ, ta tìm qua một chút. Một con yêu làng lấy ra quyển sách cực kỳ dày cộm nặng nề, phía trên là thú ngữ phiền phức ghi lại. Hồi lâu yêu làng kia nói, vẫn là đi ngược về phía trước. Tây Vũ Đế Quốc dựng nước, Diệp Gia từng giúp Ân Thị Hoàng tộc đánh dẹp thiên hạ. Lúc ấy Diệp Gia ra một cái tướng quân, ngay lúc đó Diệp Gia cũng là một cái đại tộc. Chương 445, yêu làng rút đi phần 2. Tiếp tục đi về phía trước, tiền triều Tây Vũ Đế Quốc gọi là Thiên Nam Đế Quốc từng kéo dài 27.000 năm. Diệp Gia từng ra mấy cái người thiên phú chắc tuyệt. Ngay lúc đó Thiên Nam Đế Quốc thái thượng cảnh nhiều vô số kể, mà trong Diệp Gia cũng có 72 thái thượng cảnh. Tiếp tục đi ngược dòng phía trước, trước Thiên Nam Đế Quốc tư liệu bảo tồn vô cùng thiếu. Quốc gia ngay lúc đó tên là Cổ Lam Đế Quốc, kéo dài 76.000 năm, có một chút tồn tại vượt xa thái thượng cảnh, được người ta gọi là thần huyền cường giả. Trong tư liệu này lại cũng có Diệp Gia. Lúc ấy Diệp Gia có 3 thần huyền cường giả. Yêu làng kia ngẩng đầu kinh dị nhìn thoáng qua ngân làng yêu vương. Tư liệu Cổ Lam Đế Quốc tổng cộng bảo tồn 5 tờ, đối với tư liệu Thiên Nam Đế Quốc đặt trên 100 tờ, ghi lại đồ rất là ít. Những tài liệu này rất là nhiều lão tổ tông làng tộc ghi lại, không nghĩ tới cũng có Diệp Gia.
chứng minh ngày đó lực ảnh hưởng của Diệp Gia vô cùng to lớn. Tốt lắm, không cần tra xét nữa. Ngân hàng yêu vương khoát tay chặn lại nói, Diệp Gia gia tộc truyền thừa vượt xa 5 vạn năm trở lên, một cái thế gia như vậy, có một hai nhân vật thượng cổ đại năng còn sống sót cũng là có thể. Không nghĩ tới một cái tiểu gia tộc địa phương nhỏ bé lại có bắt nguồn xa xôi như thế. Dòng chảy lịch sử dài dằng dặc, năm đó gia tộc huy hoàng vô cùng, hôm nay lại xuống dốc thành như không, thiếu chút nữa bị diệt tộc. Chẳng lẽ Diệp gia tổ tiên kia thực sự nhìn không ra được, cho nên phủ xuống Diệp gia trợ giúp Diệp gia quật khởi. Ngân hàng yêu lang càng nghĩ càng suy đoán mình có đạo lý, trở về hỏi thăm lão tổ tông. Nhìn ba cái yêu vương yêu lang một bên nói, người Diệp gia có ngoài Diệp gia sơn cốc không? Có, Diệp thần chi phụ Diệp Chiến Thiên bị hoàng đế Tây Vũ đế quốc sắc phong thành Đồng Lâm quận vương. Hiện tại Diệp Chiến Thiên đang an trí dân chạy nạn ở Tây Vũ đế quốc, trước mắt bên trong Đồng Lâm quận thành. Một yêu lang nói. Ngân Nguyệt yêu lang suy tư chốc lát trầm giọng nói, Hắc Dực, liền từ ngươi đi giúp Diệp Chiến Thiên kia, cho bọn hắn nhiều một chút chỗ tốt, trước kéo lối, nhưng mà tới đỡ Diệp Sa nhiều hơn, phải cho người Diệp Sa này cảm ơn nàng vương điện chúng ta. Nếu như cần thứ gì, cứ ở phần điện lãnh. Vâng điện hạ, ta nhất định đem việc này làm cho thỏa đáng. Yêu lang yêu vương gọi là Hắc Sực kia gật đầu đáp. Còn lại một cái đám yêu lang dưới sự dẫn dắt của Ngân Lang yêu vương hóa thành một đạo khói bụi, tàn biến cuối chân trời. Chỉ còn lại yêu lang yêu vương gọi Hắc Sực, thân thể quán nhanh tự sói, hóa thành một cái thanh niên mặc áo đen tướng mạo anh tuấn, chẳng qua trên trán có một loại thô bạo khí. Bất quá hắn che giấu rất khá, trừ khi là huyền sư huyền tôn võ đạo cao thủ trở lên mới có thể cảm giác, người thường không thể phát hiện. Làng tộc lấy hung tàn thích giết chóc chứ danh, còn nữa bọn họ cũng là những cái quần chúng phi thường thông minh, biết làm sao mới có thu hoạch lợi ích lớn nhất. Hắc Dực tùy tiện ở trong núi bắt một con hắc phong mã, cưỡi hắc phong mã hướng Đồng Lâm quận thành chạy. Bọn họ rút lui. Tử Hỏa Tinh Sư cười nhạt nói, lòng có mấy phần đắc ý. Tử Hỏa Tinh Sư ra tay, những cái yêu vương nhỏ nhỏ kia còn không bị dọa tới té ra quần sao? Đa tạ sư gia. Diệp Thần nói, nếu không phải là Tử Hỏa Tinh Sư ra tay, lấy thực lực quán hoàn toàn không cách nào ứng phó yêu vương kia. Toán trường chỉ có thể ẩn núp không ra, càng là ẩn nấp không ra, những yêu vương kia không phải là ngồi không chắc chắn phát hiện không đúng. Diệp Thần cảm giác mình có điểm giống một cái tên lừa đảo, suốt ngày giả thần giả quỷ, dọa cái này hù dọa cái kia, để cho bọn họ cảm giác thực lực mình cường đại cỡ nào, đối mình kính sợ có phép. Nhưng Diệp Thần hiểu thực lực mình xa xa không đủ cường đại. Sư gia, ta khi nào mới có thể tu luyện tới yêu vương cảnh? Diệp Thần hỏi. Tử Hỏa Tinh Sư im lặng nhìn Diệp Thần nói, tốc độ tu luyện của người đã là thật nhanh, giống như yêu lang kia muốn tu tới cấp bậc yêu vương phải là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Bọn họ tuổi thọ dài nhưng mà tiến độ chậm chạp. Loại người tuổi thọ ngắn, tốc độ tu luyện nhanh, bất quá thiên phú trác tuyển, còn có vô số linh đan diệu dược phụ trợ, tu luyện tới thần tôn sơ kỳ cũng phải là 80 năm trở lên. Trong tình hình chung ít nhất là cầm trăm năm, mà ngươi ngắn ngủi không tới một năm thời gian tu luyện tới thiên tôn trung kỳ, bàn về hồn niệm đó là huyền tôn trung kỳ, ngươi còn muốn thế nào? Trong 3 năm tu thành yêu vương sao? Nhưng mà nếu không cách nào tu luyện tới yêu vương cảnh, liền thời thời khắc khắc gặp nguy hiểm. Diệp Thần buồn bực nói, lấy thực lực mình căn bản không phải là đối thủ của yêu vương thần tôn kia. Nhưng mà Diệp Thần hiện tại lại chẳng phải địch nhân yêu vương thần tôn cấp. Nếu như tu bị huyền khí của ta có thể đột phá huyền tôn cấp, các kia thực lực hồn niệm hẳn là có thể cùng yêu vương chống lại. Tử Hỏa Tinh Sư trầm ngâm nói, tao đoán chừng người đã đột phá tới huyền tôn cấp ít nhất cần 3-5 năm. Đây là cực hạn mà thiên phú chắc tuyệt có thể đạt tới. Người muốn để cho tu vị huyền khí màu đột phá tới huyền tôn cấp cũng không phải là không có biện pháp. Trong đại lục này có rất nhiều đồ vật từ thượng cổ để lại, nếu như người nhận được một hai kiện cũng có thể giúp người đột phá. Tỉ như là một chút thiên địa linh vật, huyền vũ khí, huyền hoàng khí, thái sơ tử khí. Tìm kiếm thượng cổ bảo vật ta đi đâu tìm đây? Đông đại lục tất cả là 72 cấm địa, trong đó U Minh cùng thăm dò qua, căn bản không phải người thực lực giờ có thể tiến vào. Mặt khác, trước người nói đã đi qua Hạ Địa Quỳnh Lâu. Hạ Địa Quỳnh Lâu người tối đa chỉ có thể xông được tầng thứ 3, nếu đi xa hơn chính là một cái tử lộ. Đề nghị của ta là những cấm địa này tốt nhất không nên đặt chân, mặc dù có thể giúp người tấn cấp nhưng nguy hiểm quá lớn. Bất quá ta có một cái địa phương tốt,
Nếu như ngươi muốn đi Trung ương đế quốc, không ngại sông Trung ương đế quốc trấn hồn tháp một lần, nói không chừng có thu hoạch. Tử Hỏa Tinh Sư nói, trấn hồn tháp đây là địa phương gì? Diệp Thần cao mày hỏi. Những đại lục khác ta không rõ tỉ mỉ. Ở đông đại lục này, thượng cổ đại lăng cùng trùng kiến tạo 12 tháp cao vút trong mây, trong đó lấy thông thiên tháp cao nhất, trấn hồn tháp đứng thứ 6. 12 tòa tháp này chính là cây trụ thiết địa, liên tiếp thiên nguyên cổ thành. Chương 446, lễ vật của làng Vương Điện. 12 tòa tháp cao này sử dụng tài liệu tất cả là cứng rắn vô cùng, coi như là thái thượng cảnh cũng đừng mơ tưởng đem trên nó dụng một lớp da. Bọn họ có thể đón thiên, giới tốc hành sâu trong lòng đất, trong tháp huyễn tượng hàng vạn hàng nghìn thần diệu vô cùng, thỉnh thoảng có thần binh lợi khí, tuyệt thế linh bảo xuất thế. Người có duyên có được, các đại tông môn siêu cấp thế lực trung ương đế quốc cũng đem đệ tử bọn họ đưa vào trấn hồn tháp thí luyện. Tử Hỏa Tinh Sư êm tai nói. Diệp Thần nghe được kiếp sợ không dứt, không nghĩ tới Đông Đại Lục lại có một cái lời như vậy, vậy thì cũng phải đi trấn hồn tháp nhỉ. Trấn hồn tháp này từ tầng 7 trở xuống là khu vực an toàn, bình thường không có người chết, nhưng mà khó có được bảo vật tốt. Một khi trên tầng 7 nguy hiểm lặng lê liền phải cẩn thận làm việc. Tử Hỏa Tinh Sư nói. Trở tới trung ương đế quốc rồi nói sau. Diệp Thần nói. Hắn đối với cái thế giới này phi thường tò mò. Tu luyện giả thời kỳ thượng cổ thật lợi hại như thế sao? Kiến tạo tháp cao vài ngàn năm không sụp xuống, ngay cả thái thượng cảnh cao thủ cũng là hoành không được một lớp da của tòa tháp. Vậy thiên nguyên cổ thành là địa phương nào? Diệp Thần nghe được hai chữ thiên nguyên lập tức nghĩ tới thiên nguyên tiền bối ở hạ địa Quỳnh Lâu. Thiên nguyên cổ thành đây không phải là người bây giờ có thể tiếp xúc, ngay cả ta biết cũng chỉ là ra lông mà thôi. Tử Hỏa Tinh Sư xúc động thở dài nói. Dù sao ta không có đi qua, năm đó ta là có tư cách đi, chỉ là tiên nhiệm chủ nhân ta không có đi. Ngay cả sư gia cũng không biết, bảo thiên nguyên cổ thành kia còn cần tư cách, phải thế nào có tư cách. Sư gia, tu luyện giả thời kỳ thượng cổ, lợi hại vậy sao? 12 cái cánh ngần nguyệt thiên lang, thật là tôi tớ của sư gia. Diệp Thần tràn ngập tò mò hỏi. Nghe được Diệp Thần hỏi, Tử Hỏa Tinh Sư lúng túng ngượng ngùng cười một tiếng. Nói Ngân Nguyệt Thiên Lang là tôi tớ của ta, bất quá là thổi ra. Năm đó Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc cùng Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc ta cũng được cho là quần tộc định phong yêu thú, huyền thú, chúng ta không phân cao thấp. Diệp Tân gật đầu hỏi. Kia là vì sao năm đó nhiều siêu cấp cường giả như vậy, hiện tại tu luyện giả xa xa không bằng ban đầu? Nghe được Diệp Tân hỏi, mà Tinh Sư biến sắc tựa như có chút sợ hãi nói. Về chuyện này, người tạm thời không nên biết cho thỏa đáng. Cuối cùng có một ngày người cũng rõ. Diệp Thần nhíu mày. Tử Hỏa Tinh Sư, vì sao muốn nói lại thôi? Thời kỳ thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bất kể thế nào, Diệp Thần đối với trấn hồn tháp sinh ra một chút hứng thú. Sau khi đi trung ương đế quốc, không ngại qua bên kia xem một chút. Đồng Lâm quận thành. Mấy ngày qua Diệp Chiến Thiên thật là bận rộn. Mặc dù rất nhiều tộc nhân hỗ trợ, Diệp Thần thỉnh thoảng tới đây hỗ trợ trị liệu một chút dần chạy lại bị thương, nhưng các lạ dần số lượng nhiều lắm. Cái thảy lớn nhỏ sự tình muốn em Diệp Chiến Thiên tự mình chỉ đạo. Bên cạnh Diệp Chiến Thiên có hai con thiên sứ cấp yêu thú thủ vệ, phương diện an toàn không có vấn đề. Đang ở dưới đèn xem xét đám từ dám đưa tới một chút tài liệu, Diệp Chiến Thiên đột nhiên cảm giác một cái luồng hơi thở khác thường, chợt đứng lên quát khẽ. Người nào? Hắc Dực ẩn nấp trong bóng tối từ từ ở dưới ánh đèn. Phía ngoài hai con thiên sứ cấp yêu thú cũng không có phát hiện. Cự nhân bị nhân loại trước mắt này mới vừa vặn tấn chức địa tôn không bao lâu phát hiện. Lòng hắn Hắc Dực vô cùng kinh ngạc. Xem ra Diệp Chiến Thiên tu luyện công pháp tất nhiên là không cùng thường nhân. Diệp gia này thân là thượng cổ đại lăng tiền bối để ý, sợ tu luyện công pháp có chút đặc thù cũng là bình thường. Không biết vị thượng cổ đại lăng kia truyền thụ Diệp gia công pháp gì. Dù Hắc Dực có chút ý động, nhưng mà hiểu nếu mình cướp đoạt Diệp gia công pháp, tất nhiên là chúng vị tượng cổ đại năng kia không vui. Vậy đối với làng Vương Điện mà nói tuyệt đối là một cuộc tai nạn. Người là ai? Diệp Chiến Thiên đưa mắt nhìn thanh niên áo đồ đen trước mắt, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn cảm giác thanh niên trước mắt này thực lực căn bản hắn không thể địch. Có thể tránh ra hai con thiên sứ cấp yêu thú lặng lẽ xuất hiện cạnh mình, sợ rằng giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Ta tên là Hắc Dực, tới từ làng Vương Điện. Đối với các người không có ác ý,
chỉ muốn cùng Diệp gia thân thiện hữu hảo. Đây là địa chỉ phân điện của Lang Vương Điện Niên Vân Sơn Mạch. Nếu Diệp gia gặp phiền toái có thể tới nơi đó xin giúp đỡ. Chỉ cần các người nói rõ là người của Diệp gia, phân điện tất sẽ giúp các người. Mặt khác, ta tới đưa một chút lễ vật. Hắc Dực từ túi càn khôn lấy ra một cái hòm tinh xảo, đưa cái dương này đặt trên bàn trước Diệp Chiến Thiên, sau đó mở ra. Một cái trận mùi thơm lạ lùng trước vào mũi Diệp Chiến Thiên, coi như có chút kiến thức đổ trong dương này không thể so với ban đầu mình viễn đưa ra cái gì kém. Các loại yêu đàn, ngàn năm viêm sa quả, ngàn năm tham thai, làm người ta không tán phục không được. Người trẻ tuổi trước mặt thật là đại thủ bút. Diệp Chiến Thiên làm cho mình tuôn ra tầm dao động bình phục, hướng người trẻ tuổi một chút nhìn, bình tĩnh hỏi: người tặng Diệp gia nhiều đồ vật như vậy là dụng ý gì? Diệp gia ta muốn so ra gì? Ta tới nơi này cũng chỉ là muốn cùng Diệp gia thân thiện hữu hảo, kính xin Chiến Thiên huynh ở trước mặt vị tiền bối kia tại Lang Vương Điện nói nhiều hơn vài câu. Thanh niên cười nhạt nói: những lời này đối với Lang Vương Điện vô cùng tài phú mà nói không coi là đâu, nhưng mà đối với Diệp gia loại võ đạo thế gia bình thường hẳn cũng là một khoản tài phú lớn. Cảm nhận được Diệp Chiến Thiên cảm xúc bất động, Hắc Dực lộ ra một tia mỉm cười mạnh không cha. Hắn quả nhiên đoán được vị đại lang kia mặc dù cho Diệp gia chỗ dựa, không giúp Diệp gia quá nhiều linh dược. Những linh dược này đối với vị thượng cổ đại lang mà nói hẳn là không cần, nhưng mà thu mua Diệp gia hẳn là đủ. Diệp Chiến Thiên sửng sốt một chút, lộ ra mặt chợt hiểu. Thanh niên kia nói hẳn là lão tổ tông sau lưng Diệp gia. Lão tổ tông quả nhiên là thanh danh lan xa. Lang Vương Điện này không biết là cỗ thế lực dạng gì lại là tới đưa lễ vật lịnh bợ. Lễ vật này có liên tu hay không, ta còn phải hỏi tham hài từ Diệp thân ta. Diệp Chiến Thiên không dám dễ dàng thay mặt lão tổ tông làm chủ, liền tìm một con truyền tin điêu truyền tin tức cho gia tộc